thấy em ảo thuật chưa? Em sẽ lấy nước từ dưới này lên nè, vô bàn tay của em luôn. Hả? Đâu có. Nè, gom nước lại đây nè. Nhìn nha, kỹ nha. Hả? Nè, em ảo thuật mà. Giống như ảo thuật đường phố vậy đó. Là em gom nước đá rồi dưới đây lên, trên bàn tay em chụp lại luôn nha. Hay chưa? Này nha, em để cái diễn này nha, để đúng vị trí nha, em bắt đầu nè. Nè, biểu diễn tiếp nè. Bùm bà lò. Nè, lấy luôn điện thoại luôn. À, lấy gói thuốc luôn. Lấy luôn chìa khóa luôn.